Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Lời của Chúa còn quan trọng hơn cả cầu nguyện chữa lành giải cứu đó. Tại vì tôi biết chắc một điều rằng chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới giữ anh chị em khỏe mạnh và tự do luôn luôn. Cho nên chúng ta cầu nguyện nha. Lạy Chúa, chúng con đang ở đây và chúng con tin xác quyết trong lòng rằng Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng con. Ngài ở giữa hội thánh Ngài để mở trí cho chúng con hiểu rõ lời của Ngài. Chúa Giêsu ơi, chúng con thật sự cần Ngài. Ngoài Ngài ra, chúng con không làm được bất cứ điều gì. Chúng con cần Ngài để nói. Chúng con cần Ngài để phán dạng lòng của Ngài. Chính con đứng giữa hội thánh của Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, hãy cảm động chúng con. Hãy sức dầu cho người nói là con. Hãy sức dầu cho tấm lòng của anh em con là những người nghe, để tất cả chúng con hôm nay được lợi ích từ lời của Ngài. Chúa Giêsu ơi, chúng con tôn quý Ngài. Chúng con yêu Ngài bằng cả trái tim. Chúng con tôn kính Ngài tại giữa hội thánh của Ngài. Ngài là tất cả và tất cả của chúng con. Chúng con thờ phượng Ngài, Chúa Giêsu. Chúng con thờ phượng Ngài. Chúng con yêu Ngài. Chúng con cần Ngài. Và chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Anh chị em biết không, khi nói đến thập tự giá đó, Kinh Thánh ngụ ý đó là sự bằng lòng hy sinh mạng sống và chịu chết một cách đau đớn của Chúa Giêsu Christ. Tự giá không phải là một hình ảnh tôn giáo, không phải là cái thanh bạc mình đeo trên ngực, hay là một điều gì đó lấp lánh đèn nháy ở trong những nhà thờ mà chúng ta đã làm cho nó trở nên đẹp đẽ. Không, thập tự giá là biểu tượng của sự chết và sự hy sinh. Thập tự giá là hình thức tử hình tàn khốc nhất của đế quốc La Mã thời bấy giờ dành cho tử tội. Và Chúa Giêsu chúng ta đã đến thế giới này và Ngài bằng lòng, không ai cướp lấy sự sống của Ngài, nhưng Ngài bằng lòng để cho người ta bắt lấy Ngài, đóng đến Ngài lên hai thanh gỗ có hình thập tự. Người ta đóng đến vào tay Ngài và chân Ngài treo lên trên cái cây gỗ đó. Và anh chị em biết không, tội nhân khi bị treo lên cây gỗ thì bị lột cho trần truồng, máu chảy, thở dốc, và người ta đau đớn như vậy cho đến chết vì kiệt sức, mất máu và không thở được. Tôi muốn nói điều đó để chúng ta biết rằng hình ảnh thập tự giá là hy sinh, là đau đớn, là điều gì đó mà phải ban ra, cho đi. Nó không có ý nghĩa tôn giáo nào ở đây cả. Cho nên trong thế giới tội lỗi ngày nay, người ta nói rằng thập tự giá là điên dại. Nghĩa là tại sao phải hy sinh, tại sao phải chịu chết một cách vô lý như vậy. Người Giu-đa, người ta không thể tưởng tượng rằng Đấng Christ là vua của họ phải chết một cách nhục nhã như thế. Họ không chấp nhận điều đó và họ cho rằng phúc âm là về thập tự giá là điên dại, là cái thứ không đáng tin, là cái thứ phi lý. Anh chị em biết sao không, thế giới tội lỗi ngày nay có rất nhiều giá trị bị nhầm lẫn và đảo ngược. Việc lành họ cho là dữ, việc dữ họ cho là lành, cái ngọt thì họ cho là cay, cái cay cho là ngọt. Vì sao? Vì tâm trí người ta đã bị Satan là chúa đời này làm cho méo mó, suy nghĩ lệch lạc. Cho nên tâm trí xác thịt đó, họ không hiểu được kế hoạch của Đức Chúa Trời. Đó là sai con của Ngài đến chết cho thế giới này. Họ không được. Giống như Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô 2 đoạn 4 câu 4 có nói rằng
cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lối của tin lành đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Họ thấy mà không thấy thì có thể phán bất cứ điều gì mà lặp lại đơn giản. Hơn thế nữa, cái bản chất tội lỗi đã góp phần làm cho sự tối tăm ấy ngày càng gia thêm. Kinh Thánh chép trong Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 14: vả người có tánh xác thịt thì không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời, bởi chân người đó coi sự ấy là rò dại và không có thể hiểu được, vì phải xem xét một cách thiền định. Không hiểu được, thế giới tới ngày hôm nay họ cũng không thể tin được. Họ không thể tin được là Chúa Giêsu bằng lòng hy sinh vì chúng ta, vì con người. Họ không tin. Họ tin rằng Chúa Giêsu đã làm chính trị rồi bị thế giới La Mã đóng đinh. Họ nói rằng Chúa Giêsu phản loạn cho nên bị thế giới La Mã đóng đinh. Họ không thể tin rằng Chúa Giêsu là đấng thánh khiết, là con Đức Chúa Trời quyền phép, bằng lòng phó mạng sống mình để cho con người tội lỗi đóng đinh cho thập tự giá. Họ không tin điều đó. Xác thịt không thể hiểu. Cho nên anh chị em ơi, tại sao người đời họ lại nghĩ vậy? Cũng như chúng ta trước khi tin nhận Chúa, thì thời bấy giờ Chúa Giêsu Christ xuất hiện giữa công chúng như một đấng đầy quyền năng. Ngài có quyền phép, có tài trí và lòng đầy nhân ái. Ngài thu hút đám đông một cách kỳ lạ. Ngài đi đến đâu thì người ta chạy theo đến đó. Ngài có thể nuôi 7.000 người, 5.000 người mà từ 5 cái bánh 2 con gà. Ngài có thể làm cho người chết 4 ngày rồi sống lại. Ngài có thể rờ tay vào mắt một người mù, người đã sáng. Người có thể phán một lời, người què đứng dậy đi. Những người phun cùi hủi thời bấy giờ là cái thứ mà xã hội tránh xa hàng cái số, thì chỉ cần rờ đến Ngài và Ngài rơ đến họ, tất cả phun cùi hủi lặng mặt. Rất diệu kỳ và rất siêu nhiên. Và người ta nghĩ rằng, ồ, đây là lãnh đạo của chúng ta đây. Đây là phải là lãnh tụ của chúng ta đây. Đây phải là lãnh tụ của quân chúng để chống lại cương quyền đấy. Và sao chứ? Họ đã nói rằng, trong văn chương 6 câu 14-15 họ nói rằng người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian. Họ công nhận như thế. Và bây giờ Chúa Giêsu biết chúng có ý ép Ngài để tôn làm vua, nhưng Ngài bèn lui ra ở một mình trên núi. Anh em thấy không ạ? Dân chúng tôn Chúa Giêsu làm vua. Dân chúng nói Giêsu ơi, ông quyền năng như thế làm vua đi, lãnh đạo chúng tôi đi, phất cờ khởi nghĩa đấy. Nhưng Chúa Giêsu nói sao? Không. Ngài bỏ cái sự vinh quang đó, Ngài lên núi. Và người ta không hiểu. Giống như ngôn ngữ ngày hôm nay là người ta xoáy vào đầu nhưng đó. Kỳ cục. Tại sao như thế? Người ta nói Giêsu Nazareth ơi, khờ quá. Giêsu Nazareth ơi, điên dại quá. Tại sao không nhận lấy cơ hội này để làm vua, để cai trị, để đứng lên, để làm vua, làm tướng, làm vương? Ngài từ chối vinh quang và Ngài tự nguyện chọn cho mình con đường hy sinh mạng sống vì tất cả loài người. Ngài quyết định ban cho sự sống của Ngài, ban cho thứ quý giá nhất ấy chính là sinh mạng của Ngài. Đó là Ngài làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha, quyết định vâng phục cho đến chết. Là hồng dạng, dân chúng không hiểu. Và rõ ràng như vậy, trong Kinh Thánh Mát chương 8 câu 31, Ngài luôn nói với mọi người như thế này: Ngài khởi sự dạy môn đồ rằng con người phải chịu khổ nhiều, bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo loại ra, phải chịu chết, phải chịu giết, sau 3 ngày phải sống lại. Ngài nói như thế. Ngài thường xuyên nói như vậy. Và anh chị em thấy gì ạ? Chính đại sứ đồ của Chúa là Phi-rơ cũng không thể chấp nhận chuyện này. Các bạn ạ, không chấp nhận. Sứ đồ Phi-rơ cũng không hiểu và không chấp nhận. Làm gì cái chuyện đó? Và ông nói rằng sao ạ? Ông nói với Phi-rơ rằng là
Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Đó là trong Matthew chương 16 câu 22, 23. Không hiểu. Một sứ đồ đi theo Ngài cũng không hiểu. 12 môn đồ đi theo Ngài không hiểu. Đoàn dân đông theo Ngài không hiểu. 70 môn đồ kề cận Ngài không hiểu. Cả xã hội bây giờ không hiểu. Cả thế giới bây giờ cũng không hiểu được. Chẳng hiểu gì cả. Và đó là con đường thật tự do. Cho nên khi anh em quyết định vác thật tự do theo Chúa, rất nhiều người không hiểu anh chị em. Anh chị em cảm nhận điều đó. Chẳng ai hiểu cả. Người ta nói sao mày không sống bình thường đi, sao mày điên dậy thế. Các bạn không? Giống y như họ nói với Chúa. Và Chúa Giê-xu nói là trò thì không hơn thầy. Bắt thầy đóng đinh thì trò cũng bị đóng đinh là chuyện bình thường. Trò sao hơn thầy? Thầy chịu khổ thì trò cũng chịu khổ. Nếu trò thầy chịu khổ mà trò không chịu khổ thì trò hơn hơn thầy rồi. Như anh em à, con đường thập tự giá đối với thế giới này là điên dại, khờ khạo. Đối với thế giới này, nó cho coi những người đi theo Chúa là gì? Là mát rẻ. Giống như ngày xưa khi tôi mới tin Chúa, người ta nói mấy cái thằng này chắc là thần kinh rồi, chẳng biết việc gì làm cho nên mới đi theo Chúa. Khổ rách ao ôm cho nên mới theo Chúa. Người đời người ta nhìn chúng ta con mắt đó, vì người ta nghĩ theo gì chứ? Cái sự ích kỷ của ta lên đời này, tất cả thế giới này nghĩ cho bản thân, tất cả nhân loại này nghĩ cho bản thân. Họ vơ tất cả vinh quang vào cho bản thân. Họ ăn xong và chỉ nghĩ rằng làm gì cho tôi đấy, tôi phải thế nào đấy, tôi được bao nhiêu hôm đấy. Và không một người nào nghĩ cho người khác, không một người nào rớt nước mắt vì đau khổ của người khác, không một người nào quỳ gối cầu nguyện cho những tình huống của người khác. Nhưng anh em ơi, Chúa đến với thế giới này để cho chúng ta một tấm gương, một tấm gương của một cuộc sống ban trọng, một tấm gương của một tấm lòng hy sinh vì người khác, một tấm gương có thể khóc vì bệnh tật của một người không quen biết, một tấm gương có thể khóc, có thể đau đớn, có thể nhìn năng, có thể quỳ gối cầu nguyện thấu đêm cho tương lai của một con người theo mình. Đó là Chúa Giê-xu của chúng ta. Amen chị. Anh chị em có yêu Chúa Giê-xu không? Tôi yêu Ngài rất nhiều, rất rất nhiều, bởi tôi hiểu rằng Chúa Giê-xu đã sống cho chính tôi, chết cho chính tôi. Ngài chăm sóc đời sống tôi từng chân tơ kẻ tóc. Một hơi thở thôi Ngài cũng biết. Một sợi tóc trên đầu tôi rớt xuống thôi Ngài cũng biết luôn. Anh chị em ơi, trên cõi đời này tôi phải nói điều này với hội thánh: không có ai yêu anh chị em bằng Chúa Giê-xu đâu. Không bao giờ. Và tình yêu và lòng nhân từ của Ngài không gì so sánh. Khi chúng ta vấp ngã, Ngài không trách móc chúng ta, nhưng Ngài nâng đỡ và tha thứ cho chúng ta. Khi chúng ta lỗi lầm, Ngài không chỉ thẳng vào mặt chúng ta, Ngài nói rằng mày là đứa hư đốn đáng chết, nhưng Ngài đến ôm ấp chúng ta và nói rằng con, tội lỗi con đã được tha và đừng phạm tội nữa. Anh chị em ơi, Ngài yêu chúng ta như một người cha. Và thế giới không hiểu tình yêu đó. Tôi đảm bảo với anh chị em rằng chúng ta không thể nào yêu Ngài khi chúng ta chưa chạm đến tình yêu vô điều kiện đó của Ngài. Tôi ước ao Chúa Giê-xu đến và rời chạm mọi trái tim chúng ta giờ. Khi Ngài đụng vào từ sâu thẳm trong trái tim chúng ta, khi nước mắt anh chị em tuôn ra, thì đó là lúc linh anh chị em biết được rằng Chúa yêu anh chị em đến chiều nào.
và anh chị em sẽ biết được rằng cuộc đời mình cần Chúa Giêsu để biết chừng nào. Anh chị em ơi, chỉ khi chúng ta được khải thị về điều này, chúng ta mới có thể sống cho Ngài, chúng ta mới có thể cầu nguyện liên tục với Ngài, chúng ta mới có thể vui mừng ở trong Kinh Thánh là trong lời Ngài, chúng ta mới có thể nói rằng lạy Giêsu, con xin vâng phục Ngài trọn cả trái tim con. Đó là sự khải thị, anh chị em. Tình yêu của Đấng Christ là sự khải thị cho thế giới. Giăng chương 3 câu 16, câu Kinh Thánh ai cũng thuộc: vì Đức Chúa Trời yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho những ai tin con ấy không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời. Anh chị em à, thế giới cần hiểu câu Kinh Thánh này, thế giới cần biết câu Kinh Thánh này, thế giới cần lãnh hội câu Kinh Thánh này. Nhưng thế giới hôm nay mù lo, thế giới hôm nay cho rằng điên dại, thế giới hôm nay cho rằng làm gì có chuyện đó, làm gì có ai yêu tôi đến nỗi chết cho tôi. Không có, vì tôi thấy ở đời này không có. Tôi thấy ở đời này là ích kỷ, ở đời này là chà đạp nhau để sống, ở đời này là dìm nông để sống. Tôi chưa thấy ai chết cho tôi. Nhưng anh em ơi, Chúa Giêsu thật sống để chết cho chúng ta. Tôi và bạn chị em đã từng lầm lạc, đã từng đau khổ, đã từng bơi trong cuộc đời đầy dậy đau đớn này, và Ngài đã đến tìm chúng ta. Anh chị em có yêu Chúa Giêsu không? Tôi biết anh chị em yêu, tôi cũng yêu Ngài. Cho người nhà mình, hãy nói cho thế giới này biết Chúa Giêsu yêu tất cả chúng ta. Nếu có ai hôm nay ngồi đây mà chưa biết Chúa Giêsu, thì tôi nhờ những lời này để nói với các bạn rằng hãy chạy đến với tình yêu của Chúa Giêsu, hãy chạy đến và mở tấm lòng và chân thành nói với Chúa Giêsu rằng: Chúa ơi, con cần Ngài, con đón nhận tình yêu này để biết Ngài. Anh chị em biết không, tất cả những nhu cầu của chúng ta chỉ được giải quyết khi một người được gặp gỡ Chúa Giêsu một cách cá nhân. Không có năng quyền nào ngoài Chúa Giêsu, không có sự giải cứu chữa lành nào ngoài Chúa Giêsu, không có bất cứ một sự giải phóng đủ quỷ nào ngoài Chúa Giêsu, không có một sự thịnh vượng giàu có nào ngoài Chúa Giêsu. Anh chị em à, nếu anh chị em mình cần điều đó thì hãy chạy đến với Chúa Giêsu. Khi Ngài rờ chạm anh chị em, mọi nan đề biến mất. Chúng ta cần đấng chữa lành, chúng ta cần đấng giải phóng, chúng ta cần đấng yêu chúng ta vô điều kiện. Amen chị em. Đó là lý do, đó là lý do. Trở lại với chủ đề thập tự giá, đối với chúng ta, sự khải thị và tình yêu là một năng quyền, và năng quyền đó ở trên thập tự giá. Vì tình yêu đó được thể hiện nơi thập tự giá, Chúa Giêsu đã nói rằng không có tình yêu nào lớn hơn bằng tình yêu phó mạng sống cho bạn hữu của mình. Chúa Giêsu đã bị treo lên thập tự giá là bằng chứng hôn hôn rằng Ngài có một tình yêu lớn nhất dành cho tất cả mọi người. Và nơi đó có năng quyền. Thế nào là quyền phép? Tại sao thập tự giá lại là quyền phép cho những người tin, cho những người nào đón nhận? Tại sao? Lạy Chúa, giờ này hãy mở mắt cho chúng con để tất cả chúng con hiểu được điều này. Vì tôi tin chắc với một điều rằng nếu anh em lãnh hội được điều này, anh em sẽ tự do vĩnh viễn, anh em sẽ được chữa lành vĩnh viễn, anh em sẽ sống trong bình an vĩnh viễn, vui mừng vĩnh viễn và thịnh vượng vĩnh viễn. Hãy chú ý nghe tôi nói đây chị em. Thứ nhất, tại thập tự giá có một sự trao đổi diệu kỳ. Tôi nhắc lại nè, tại trên thập tự giá nơi con Đức Chúa Trời bị treo lên có một sự trao đổi diệu kỳ xảy ra. Mạng sống của một đấng công chính đã bỏ ra để trả cho toàn bộ tội lỗi của loài người. Tại đó, trong đó có tôi,
và có ba chị em. Có một sự trao đổi, có một sự trao đổi, có một sự trao đổi. Tôi nhắc lại Ê-sai chương 53 câu 4 câu 6 chép như thế này. Anh chị em hãy chú ý và xin Đức Thánh Linh gieo điều này vào lòng anh chị em. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị phạt, vì gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lần roi của người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lại, ai theo đường đấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất lên. Chú ý điều này. Có một sự trao đổi, có một sự thay thế. Trong y học, anh chị em biết cái thuật gọi là thuật ghép các bộ phận không? Biết phải không? Giống như một người mà bị hư hai quả thận thì họ làm sao? Có một ai đó bằng lòng cho, phải không anh chị em? Có một ai đó bằng lòng và nói rằng tôi cho người này hai quả thận. Cho hai quả chết sao? Cho quả thận Chúa mới cho hết. Còn giờ người cho một thôi, để mình sống nữa chứ. Rồi, nói vậy để anh em hiểu cái hình ảnh đó, phải không ạ? Có một người bằng lòng lấy một quả thận cho, và khi ghép vào thì người ấy được một quả thận bình thường. Nhưng nếu không cho thì sao chứ? Tôi muốn cho em hiểu hình ảnh này. Nếu con Đức Chúa Trời không bằng lòng treo lên thập tự giá, tôi và bạn chứ chết sạch, sạch sẽ, chết sạch sẽ, chết như kiến. Kiến anh em biết kiến lửa, khi tôi lấy lửa tôi thổi cái chết sạch, chết tức thì, chết đời đời, chết đau đớn, chết vĩnh cửu. Tôi muốn cho em hiểu điều này, hiểu điều này để làm gì? Để tôi và anh chị em liên tục cảm ơn Chúa Giêsu vì mỗi một phước hạnh mà chúng ta nhận hôm nay. Amen chứ. Khi bệnh chúng ta lên, Chúa ơi con cảm ơn Ngài. Khi lo lắng chúng ta thất đi, Chúa con cảm ơn Ngài. Khi đau đớn chúng ta bị dẹp đi, Chúa con cảm ơn Ngài. Tôi nói cho em mình sẽ cảm ơn Chúa từ sáng sớm đến chiều tối. Bởi vì Ngài bằng lòng cho tất cả những gì Ngài có cho chúng ta. Máu Ngài đã đổ, sự sống Ngài đã bị đe dọa, thân Ngài bị đau đớn tan nát. Tất cả những điều đó anh em ơi, vì chúng ta. Một sự trao đổi. Trước khi Ngài gục đầu trút linh hồn trên thập tự giá, Kinh Thánh ký thuật như sau: khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm rồi, bèn phán rằng mọi việc đã được trọn, rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Giăng chương 19 câu 30. Anh chị em biết không, cái cụm từ mọi việc đã được trọn trong tiếng Hy Lạp nó có nghĩa là mọi thứ đã được trả xong. Anh chị em hiểu điều đó mà. Khi Chúa Giêsu nói mọi sự đã trọn, đó là dịch sang tiếng Việt thôi. Còn trong tiếng kia đó là Ngài nói mọi thứ đã được trả xong. Xong rồi, ta trả xong rồi. Anh chị em nào mà trong đã từng trong cái cảnh nợ nần, anh chị em sẽ hiểu cái cảm giác này, phải không ạ? Ôi sao nợ ông tỷ, ôi giấy suốt ngày dao kéo rễ đầy giường đầy nhà đầy cửa ấy. Bắt đầu làm ăn sao đó lên, bắt đầu có được 1 tỷ, bước tới này nha, ký vô đây tôi trả anh xong rồi nha. Anh chị em đứng dậy về nó nhẹ không? Trút được ngàn cân. Anh chị em hãy có cái cảm giác đó trong tâm linh của mình ngay bây giờ.
Chúa Giêsu đã trả xong rồi. Tội lỗi của chúng ta, bệnh tật của chúng ta, nợ nần của chúng ta, đau đớn của chúng ta, đổ vỡ của chúng ta, những gì mất mát trong quá khứ của chúng ta, những gì lụng bại trong đời cũ, trong tổ phụ của chúng ta, tất tần tật trả xong rồi. Chính tin điều đó. Hãy nhận nó trong tâm linh của mình. Đừng sống với món nợ mà đã được trả xong. Tôi nhớ trong thời Thế Chiến thứ hai, sau khi đế quốc Nhật đã bị thua rồi, đầu hàng đồng minh rồi, nhưng tại một hòn đảo thì tù binh ở đó nhiều lắm. Người cai ngục ở đó là một người tướng của Nhật. Hòn đảo đó không được thông báo rằng, các tù nhân ở đó không được thông báo rằng đồng minh đã thắng đế quốc Nhật rồi. Trong một tháng như vậy, các tù nhân phải đi lao động khổ sai, phải lạy, phải lục, phải bị đánh đập. Cho đến một ngày, đồng minh chạy ra hòn đảo và nói với vị tướng: ê, đế quốc Nhật đã bị tước hết tất cả quyền lực rồi, bây giờ mày phải thả tất cả tù nhân ra. Đây là bằng chứng của sự chiến thắng. Sau khi thông báo cái đó, hàng ngàn tù nhân trong hòn đảo đó nhảy lên vui mừng và sống tự do. Anh em thấy hình ảnh nó giống chúng ta không? Chúa Giêsu đã trả xong rồi, mà cả hàng tỷ người ngoài kia sống trong nô lệ của Satan, bởi vì họ không biết chiến thắng 2000 năm trước của Chúa Giêsu. Họ không biết rằng Chúa Giêsu đã trả cho họ trên thập tự giá. Nhưng cảm ơn Chúa, chúng ta là những người, chúng ta là những người, và bởi đó chúng ta được. Tôi nhắc lại, có một sự trao đổi diệu kỳ tại thập tự giá. Nơi đó chúng ta được tự do. Anh em nhớ bài hát đó không ạ? Nơi đó chúng ta được tự do. Chúng ta không thể tự do ngoài kia. Chúng ta không thể tự do theo cái lối sống của mình. Chúng ta không thể tự do theo cái truyền thống cha ông. Chúng ta không thể tự do ở Mỹ Quốc hay ở châu Âu. Chúng ta không thể tự do ở các nước như là Hà Lan, Thụy Điển. Người ta nói thế đất nước tự do. Xin thưa quên cái khái niệm đó đi. Chúng ta được tự do tại chân thật tự do. Đó là tự do đúng nghĩa. Đó là tự do khỏi tội lỗi, tự do khỏi Satan, tự do khỏi bệnh tật, tự do khỏi đói nghèo, lo lắng, bất an, mất ngủ, trầm cảm, đau đớn, đổ vỡ, tự do tất cả mọi thứ vì Chúa Giêsu đã trả xong. Amen chị em. Xin Chúa gieo điều đó vào lòng chị em. Xin Chúa ban phước cho lời của Ngài gieo vào lòng chị em. Anh chị em có thể nói ra miệng đi: tôi là người tự do. Chúa Giêsu đã trả xong rồi. Chúa Giêsu đã trả cho tội lỗi của tôi rồi. Trả cho bệnh tật của tôi rồi. Trả cho mọi thất bại của tôi rồi. Bây giờ tôi là thánh đồ. Tôi là người khỏe mạnh. Tôi là người thành công. Tôi là người thịnh vượng. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Sa-tan nghe lời này tức lắm, đang tức lắm, tức chịu không nổi. Wow, khi lẽ thật được giảng ra, khi ánh sáng được soi ra, bóng tối sao vậy? Ok, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Thứ hai, quyền phép thập tự giá chỗ nào nói? Mọi chủ quyền, mọi thế lực trong thế gian đang cầm buộc loài người trong tối mọi đã bị phế truất. Đó là quyền phép. Tôi sẽ giải thích điều này sau, anh chị em sẽ lắng nghe điều này rất lý thú, cực kỳ lý thú. Mà tôi nghĩ rằng khi Đức Chúa Trời bày tỏ điều này cho tôi, anh chị em biết trong phòng kín tôi làm gì không? Tôi nhảy lên, wow, sao nó diệu kỳ thế mà trước con không biết. Chúng ta cùng đọc nha, Colossae chương 2 câu 13-15, cùng đọc nha. Tôi muốn hỏi thánh công đọc đâu ạ?
hội thánh cộng đồng nha. Và chúng ta sẽ lãnh hội câu kinh thánh này. Đây là khải thị từ trời, khiến cho chúng ta được tự do, khiến chúng ta có thể sống cuộc đời như Chúa muốn chúng ta sống. Nói như tiên tri TV Joshua nói, cái người mà có khải thị trong lời Ngài thì chỉ có bầu trời mới giới hạn họ thôi. Amen chứ. Bầu trời mới giới hạn. Rồi chúng ta là dở xong chưa? Đã chưa? Chúng ta cùng nhau đọc nè. Và mời hội thánh cùng đứng nè, cùng đứng tôn trọng lời Ngài. Dạ. Đứng lên đứng xuống như máu huyết lưu thông đi. Một, hai, ba. Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và xác thịt mình không chịu các vị, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại bởi đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta. Ngài đã xóa tờ thế lập nghiệp cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ thế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã rút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Amen. Alleluia. Cảm ơn Ngài. Xin mời thánh đồng ngồi trong sự bình an của Chúa. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu đến với những câu kinh thánh này. Ở đây quyền phép là ở chỗ này. Rõ ràng câu 12, 13, 14 chúng ta vừa mới giải nghĩa xong, nghĩa là Ngài đã hủy bỏ tất cả những gì giấy nợ, bản ghi tội trạng, tất cả những gì mình đã làm trong quá khứ, lỡ trộm ăn cắp của ai, đánh ai, đâm ai, rồi làm những cái điều xấu xa, hỗn hào với cha mẹ, vân vân. Satan nó ghi một list, phải không? Người ta gọi đó là bản luận tội. Anh em đã từng ra tòa chưa? Ra tòa rồi là ông thẩm phán làm sao gõ một cái cốt tội anh đây. Bây giờ anh làm sao? Chịu 50 năm hay là chung thân hay là tử hình? Cái bản luận tội. Thì Chúa Giêsu, bởi cái sự thay thế của Ngài, Ngài cầm nó làm sao? Xé một cái rõ. Và Ngài nói, con ơi, đi về đi bình an. Đó là điều mà chúng ta giải thích rồi. Nhưng cái câu cuối cùng mới là điều tôi muốn nói với anh em về phần thứ hai của sự quyền phép. Ngài đã rút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Tôi đang muốn nói câu này. Hãy quay trở lại với Sáng Thế Ký. Sáng Thế Ký. Khi Adam Eva phạm tội, Satan đã lừa Adam Eva và thâu tóm cả trái đất này vào tay nó. Anh em có amen với cái đó không? Khi Chúa Giêsu bị cám dỗ trong đồng bằng, nó đến nó nói với Chúa, cả vương quốc này là của ta, ngươi quỳ lại đi, ta cho ngươi hết. Chúa nói như sao? Chỉ thờ phượng một mình. Nó cám dỗ Chúa bằng cái đó. Chẳng ai đi câu cá bằng cái lưỡi mà không có con trùng. Có ai đi câu có thả cái lưỡi câu xuống nước không không? Chắc là 10 năm chưa dính con nào. Phải không? Phải có con trùng, con dung, con dế, con tôm, mắc bao. Satan đã dùng những cái gì nó trơn chỉa được. Nó đi dầu dò Chúa Giêsu. Và cái đó anh chị em, câu kinh thánh trong Côlôse đã giải nghĩa cho chúng ta. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực. Quyền cai trị là gì ạ? Quyền cai trị ở đây có nghĩa là quyền trên các lãnh thổ và các quốc gia toàn trái đất. Trái đất này có 204 quốc gia. Thì Satan đã đặt các tướng của nó ở các quốc gia. Để làm gì? Để nó nắm giữ những con người trong quốc gia đó. Anh chị em có nhớ câu chuyện của Daniel không? Khi ông quỳ gối, ông cầu nguyện, ông xin Chúa bày tỏ, thì tới ngày thứ 21 thiên sứ Michael mới đến. Và thiên sứ Michael nói rằng, ta đến từ ngày đâu, nhưng mà vua của nước Phê-rê-sơ này chống lại ta.
Cho nên tôi muốn anh chị em hiểu sâu một chút về đề tài. Trên mọi quốc gia có tà linh cai trị. Lào, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ Quốc, tất cả có một con quỷ ngồi trên. Mà con quỷ đó tôi gọi là tướng của Satan. Nó đang điều khiển tất cả những thần dân ở trong đất nước đó. Làm gì? Giết nhau, hút chích, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, đánh lộn, nghiện ngập, đổ vỡ, ly dị, đồng tính, làm những cái chuyện đòi bài. Nó kích động những người có quyền chức, tướng tá, vua chúa, gây hấn với nước khác, lùa người đi đánh nhau để cho chết, máu đổ ra. Nó kích động các tướng, các vua chống lại Đức Chúa Trời, nổi lên những cái vương quyền chống lại Chúa, giết những người tin Chúa, chặt đầu những người dám xưng nhận Giê-xu là Chúa. Tôi gọi đó là các quyền cai trị. Các quyền cai trị. Cho nên anh chị em hiểu điều này giùm tôi nha. Khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá, Ngài nói sao? Ngài đã trút bỏ điều đó. Nghĩa là gì anh chị em? Hãy hiểu cho tôi điều này. Nghĩa là Satan bây giờ không có quốc gia. Satan bây giờ trước mặt Chúa nó không có lãnh thổ. Nó là một người mất nước. Nó là một người không có chỗ trú thân. Anh em có thấy rằng khi cơ đốc nhân đi đâu thì quỷ nó chạy đến đó không? Người đầy dậy thánh linh đến, ôi chạy tôi phải chạy. Nếu nhà nó làm sao nó chạy? Nếu nhà nó làm sao nó phải chạy? Nhưng bây giờ nó ở bất hợp pháp, cho nên Chúa đã trút bỏ quyền cai trị. Chúa đã trút bỏ tất cả mọi quyền. Và tôi muốn nói với anh em rằng tất cả anh em mình bây giờ có thẩm quyền trên mọi quốc gia. Không có một quốc gia nào mà nói rằng phúc âm sẽ không đến đây được. Không bao giờ có. Các quốc gia Hồi giáo đã từng nói, ở đây chỉ có Hồi giáo chứ không có Chúa Giê-xu nào ở đây cả. Nghe một phát là chém luôn, không cần xử. Nhưng mà ngày hôm nay thưa anh chị em, Pakistan, Iran, tất cả những nước Hồi giáo như Indonesia, Malaysia, tất cả đều thờ phượng Chúa Giê-xu. Anh em thấy không? Điều đã chứng tỏ rằng gì anh em? Chứng tỏ rằng Chúa Giê-xu thật sự đã trút bỏ quyền cai trị của Satan. Không một biên giới nào có thể cản bước chân của con cái Chúa. Cho nên tôi muốn thay đổi suy nghĩ của anh chị em mình ngày hôm nay một chút. Thay đổi bằng cách gì? Anh chị em đừng bao giờ nói ra mẹ, ôi chỗ đó khó giảng phúc âm lắm, chỗ đó chắc không có người tin Chúa đâu. Đừng nói như thế. Nói như thế là sai kinh thánh. Mà phải nói rằng sao nhé? Ta đến chỗ đó, ta đặt ngọn cờ ta xuống và ta công bố đây là lãnh thổ của ta. Amen. Ta là đại sứ của Đức Chúa Trời. Ta là con của vua chiến thắng. Amen. Bây giờ ta cầm cờ chiến thắng đến đây thì tụi bay cũng cũng hay. Và một thời gian sau thật sự nó cũng hay. Cho nên chị thấy không ạ? Thành phố nào có hội thánh phấn hưng thì ở đó phấn hưng. Quốc gia nào có hội thánh phấn hưng thì không sớm thì muộn thờ phượng Chúa Giê-xu ở trời. Không sớm thì muộn. Gia đình nào có một người tin Chúa mà nóng cháy, chóng đi, giỏi chóng đi, 5-7 năm sau Chúa hơi thương xót con hết. Bằng chứng gia đình tôi nè, 10 năm trước cháu ơi rồi cháu, bây giờ sao Chúa hơi thương xót, tuyệt vời quá. Tất cả đầu phục hết, tất cả quỳ lại hết, tất cả nói Chúa Giê-xu cứu linh hồn con hết. Cho nên anh chị em ơi, anh chị em ở trong những gia đình đang chưa tin nhận Chúa chăng, bị cha mẹ bắt bơ chăng, anh em bắt bơ chăng, đừng sợ. Hãy biết rằng Satan không còn biên giới và rào cản cho anh em nữa. Amen. Cút bỏ hết rồi. Tiếp theo tôi giải thích quyền phép chỗ nào nữa. Cùng các thế lực, quyền cai trị và thế lực. Thế lực
lực là gì vậy anh chị? Thế lực là công cụ của các quyền cai trị. Trong mọi quốc gia họ có cái gì ạ? Trong mọi quốc gia họ sử dụng những cái thứ như văn hóa, truyền thông, kinh tế, chính trị, quân sự, tôn giáo, giáo dục. Đây tôi gọi là các thế lực này là công cụ của các quyền cai trị để điều khiển suy nghĩ của con người, điều khiển hành vi của con người, điều khiển lời nói của con người. Tôi lấy ví dụ truyền thông nha. Truyền thông của thế gian ngày hôm nay dựa trên tin dữ và gây hoang mang. Anh em có cảm nhận điều đó không? Bật báo mạng lên, bật báo tin né lên, mua báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên đồ về, mua báo nào cũng rồi kia. Tôi đố trên tìm thấy một tin nào mà lành ở trong đó. Lật xe chỗ kia chết 100 người, máy bay rơi chỗ nào chết 170 người, chiến tranh chỗ kia bây giờ cả làng xó xỏ phá giá, tất cả Vũ Hán giờ không còn người nào đi lại, có đó tất cả dân chúng mình run như con cây sấy, nhưng thằng lành đứng lui. Cho nên Satan đã dùng truyền thông để điều khiển hành vi của con người một cách toàn cầu. Anh chị em thấy toàn cầu không? Và tôi gọi đó là các thế lực. Văn hóa cũng là một thế lực. Ví dụ lấy nước Việt Nam chúng ta đi, cái văn hóa lên đồng mà người ta gọi là đó là văn hóa truyền thống của xã hội. Lên đồng mà văn hóa gì tôi không hiểu. Lên đồng là rước con quỷ về nói tào lao thiên địa, và đó là văn hóa. Thậm chí có người còn dám đề nghị UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới. Văn hóa gì là văn hóa lên đồng? Văn hóa nào là văn hóa thờ lại người chết? Văn hóa nào là văn hóa quy lại thần tượng? Tôi gọi chung đó là văn hóa của Satan. Và nó đã dùng cái đó, nó trói dân tộc chúng ta mấy ngàn năm nay. Anh chị em thấy cái thế lực không? Một người rất muốn bước lên tiếp nhận Chúa, nhưng mà nghe nói thôi đừng cúng người chết nữa con. Ôi không cúng người chết là thôi tôi thuộc lại, tôi thả ôm cái bàn thờ tôi xuống âm phủ cho tôi không tin Chúa đâu. Anh em thấy thế lực của nó. Cho nên mọi quốc gia đều có cái đó. Mọi quốc gia đều có như vậy. Anh chị em sang Ấn Độ sẽ thấy họ có 36.000 vị thần. Họ thờ cả chuột, cả bò, cả trâu, cả bò. Thậm chí có chỗ người ta uống nước đái bò, người ta nói hôm nay được thần cho uống nước sướng quá. Anh chị em phải thế là con anh chị em. Nó bắt con người làm nô lệ tôn tội. Nó bắt con người sống trong ngu dốt tối tâm. Và anh chị em à, tôi và anh chị em trước đây cũng như thế. Nhưng mà cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài nói sao anh chị em? Ngài đã trút bỏ. Khi chúng ta ở trong Chúa Giêsu, tự nhiên tâm trí mình làm sao? Nó sáng ra. Tại sao mình là người mà đi lại một con bò, sao mà bảo nó cho uống nước thánh? Mà trước đây uống gì mà quá chừng uống. Không phải Văn Độ nói vậy đó. Trước đây uống gì mà bò đái bao nhiêu liếm sạch bát hết. Mà sao bây giờ ngồi nghỉ như thế này, mà sống mà ngày xưa mình như thế được? Đúng là tội tâm. Anh chị em, tối tâm. Ô, ngày xưa sao mà mình chơi số đề rồi mình ra ngồi mã địa bằng khăn đỏ này mình kêu người chết lên được cho số thế này rồi nhảy chụp. Còn bây giờ mình sao mình thấy cái điều đó nó khó biết ra. Các bạn anh chị em được tự do không? Điều đó chứng tỏ ở trong Chúa Giêsu mọi quyền lực của các thế lực này, văn hóa, chính trị, truyền thông, tôn giáo đã bị bày ra. Và tôi và bạn chém được trước không được tự do, nhưng bây giờ anh chém có thể bước tới trước mặt một con quỷ và nói mày cút ra khỏi gia đình ta, cút đi. Còn trước là thôi không bao giờ dám, tại vì nó còn quyền mà, nó còn quyền lực mà, làm sao mình dám. Nhưng bây giờ anh chém ơi, Chúa Giêsu đã trút bỏ biên giới các lãnh thổ, Chúa Giêsu đã trút bỏ tất cả các quyền lực của các thế lực đấy rồi, và tất cả chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, hoàn toàn sống trên những thứ đó.
chúng ta đáp lên trên những thứ đó, chúng ta bước lên trên những thứ đó. Và Chúa Giêsu nói sao nhé? Nay ta đã ban quyền cho các ngươi dày đặc rắn bò cạp và mọi quyền. Quyền đây là power, tức là quyền lực của các thế lực kẻ nghịch dưới trần, không gì làm hại các ngươi đâu. Ngày xưa đó, khi mà chưa tin Chúa, chỉ cần lỡ mà đái vào cái bàn thờ của tà thần cái là về nó bắt liền. Ở sống đó rồi có cái đứa nó bắt chị mà mình mấy năm rồi bắt đầu nó chơi tập mạnh, nó đái vô cái bàn thờ của cái miễu gì đó, nó đi chơi về cái nó bảo ôi cái miễu này thấp như nhang đẹp thế nè, leo lên tôi đái vô một cái về bắt luôn. Nhưng mà anh em à, đó là người chưa có Chúa. Còn ngày hôm nay thằng vác cả búa tạ và đập nó cho ra thành bụi, nó bỏ xuống sông cũng không bao giờ hay hết một lời nào. Đừng có sợ mấy cái tuổi đã bị thất bại rồi. Mình là tướng thắng trận mà đi sợ những cái đứa đã thua trận rồi làm sao? Cho nên tôi thấy nhiều anh chị em nói quỷ đã hành quá một sao. Ôi trời, quỷ đã hành chịu không nổi một sao. Quỷ nào hành? Trót bỏ hết rồi. Anh chị em có lãnh hội được điều này không? Anh chị em có tin điều này không? Anh chị em có thấy được khích lệ vì điều này không? Anh chị em đặt trên đầu nó, amen. Không phải chỉ mình tôi ở đây để mà giúp anh em đâu. Tôi nói rằng mỗi một anh em ngồi đây có cái quyền đó. Nhưng nhiều khi anh em bảo ông nói chơi chứ không có nói thiệt. Nhưng mà tôi nói thiệt vì lời Chúa nói anh chị em là như vậy. Amen. Làm sao chúng ta phải sống trong nô lệ? Làm sao chúng ta phải sống trong sợ hãi? Làm sao chúng ta phải cứ run rẩy trước một kẻ bại trận, phải không anh em? Hallelujah. Tôi tin rằng lời Chúa ngày hôm nay giải phóng chúng ta. Chúng ta sống không biên giới. Chúng ta sống không một sự ràng buộc nào. Chỉ có bầu trời mới giới hạn chúng ta. Cảm ơn Chúa về điều đó. Amen anh em. Phần thứ ba và kết thúc. Làm thế nào để lãnh hội quyền phép thập tự do? Đó mới là quan trọng. Anh em nghe rồi, khoái quá, thấy một sự giảm nóng cháy khoái bao à, ui lòng được khích lệ đùng đùng như này, mà ra khỏi hội thánh rồi quên sạch bát mất. Như không, như không. Tôi không muốn anh chị em quên, tôi muốn anh chị em nhớ, tôi muốn anh chị em không những nghe mà còn sống theo điều hôm nay anh chị em nghe. Amen. Thế chúng ta mới lớn được, thế chúng ta mới trưởng thành được. Bây giờ làm thế nào nè? Ok. Roma chương 6 cho chúng ta ba bước để chúng ta lãnh hội những gì mà mình nghe hôm nay. Roma chương 6 câu 6 nói rằng vì biết rõ rằng người cũ chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá, cho nên bước đầu tiên là sao nhá? Biết. Anh chị em phải biết. Nếu anh chị em không biết thì ma quỷ nó sẽ không cho anh chị em biết. Ma quỷ là kẻ gì? Giấu lời Chúa, cướp lời Chúa, che đậy sự thật và gì? Vô trẻ. Đó là lý do tại sao tôi nói sai lầm lớn nhất của con cái Chúa là tin Chúa mà không chịu đọc kinh thánh. Sai lầm lớn. Và anh chị em sẽ sống cuộc đời đầy hối hận vì mình tin Chúa 30 năm rồi mà kinh thánh có bao nhiêu sách cũng chưa biết, chứ đừng có nói chuyện nội dung. Đó là sai. Anh chị em ạ, phải biết rõ. Kinh thánh chép vì biết rõ rằng. Biết rõ rằng, biết rõ rằng, biết rõ rằng. Họ nhắc lại, nhắc đi, nhắc lại cái từ đó. Anh chị em phải biết. Bên đây phải biết. Chỗ này phải biết. Anh em ngồi ở đây cũng phải biết, tôi cũng phải biết. Biết từ đâu? Biết từ Kinh Thánh. Anh em phải đọc, phải nghiên cứu, phải nghe, phải tìm tòi. Chúa ơi, Ngài đã trao đổi cho con tất cả mọi điều. Bây giờ Ngài, những gì Ngài làm cho con đây, con phải nghiên cứu. Có một người cha, trước khi ông mất, ông để lại một gia tài rất lớn cho người con. Ở trong tờ di chúc ấy, và di chúc đó
cũng giấu trong cái giếng càn ở sau nhà. Nhưng mà vì trong lúc ông đọc di chúc thì người con lơ là, chuyện nọ chuyện kia không có nghe. Khi ông chết đi rồi, anh ấy sống 20 năm trong cuộc đời nghèo túng, thiếu thốn, phải đi làm cửa vàng để mà sống. Cho đến một ngày đó, anh đi móc ở dưới giếng á, và thôi giờ mình dọn cái giếng này, rồi mưa xuống có nước rồi mình dùng. Và anh phát hiện tờ di chúc của cha để đó. Tờ di chúc viết rằng: con trai yêu quý của cha, cha có 1.000 lượng vàng trong một bụi chuối sau nhà. Khi cha mất rồi, con đào lên để xây dựng sự nghiệp nha con. Ông ôm tờ di chúc khóc ròng ròng ròng. Và bây giờ con cũng gần chết rồi, sao mà bây giờ dùng 1.000 lượng vàng cha? Bao nhiêu năm tháng con khổ sở, con lao lực, bây giờ bệnh tật đầy người rồi, cho nên con không thể nào dùng được. Nói xong còn ngã chết luôn. Đôi khi đời sống chúng ta giống giống, chúng ta tin Chúa nhưng chúng ta lơ là lời Ngài. Chúng ta sống cuộc đời trói buộc, hèn hạ, đau đớn. Chúng ta sống cuộc đời để cho ma quỷ đời này nó hành mình, cho đến khi gần tắt hơi rồi, nằm trên giường rồi, không còn làm được gì nữa, thì mới nghe thấy lời Chúa nói cái nọ nói cái kia. Lời Chúa nói: bởi lần đòn của ta ngươi được lành, ta chịu nghèo khó để con được giàu có, ta ban cho con sức mạnh quyền năng trên ma quỷ. Nhưng mà thở hào hển hổn hển: thôi giờ con đi về với Ngài, chứ giờ còn làm gì được nữa với cái lời này. Anh chị đừng bao giờ để đến cuối đời mới đọc lời Chúa. Amen. Hãy đọc ngay bây giờ. Lời của Đức Chúa Trời là tài sản của anh chị em. Lời của Đức Chúa Trời là vàng và bảo tàng mà Đức Chúa Trời để lại cho anh chị em nhờ danh Chúa Giêsu. Hãy đọc nó, lấy nó, có nó và sử dụng. Thứ hai, đó là bước thứ nhất nào, biết. Thứ hai, câu 11: vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời. Bước thứ hai là coi. Coi là sao vậy anh chị? Coi có nghĩa là nghĩ mình như Đức Chúa Trời nói về mình. Anh em hiểu ý tôi nói không ạ? Nghĩ về mình: tôi là ai? Chúa nói tôi là. Tôi làm được điều Chúa nói tôi làm. Tôi có thể có được điều Chúa nói tôi có. Tôi là con Đức Chúa Trời. Tôi là hoàng tử của vương quốc Đức Chúa Trời. Tôi là tạo vật mới. Và tôi có quyền trên Satan. Tôi có quyền trên nghèo đói bệnh tật. Tôi có thể làm được điều Chúa Giêsu làm. Tôi có thể đặt tay chữa lành. Tôi có thể dùng chân Ngài đuổi quỷ. Tôi có thể làm cho mọi sự hư đổ trở nên gầy dựng. Anh chị em hãy nghĩ về mình như Chúa nói về mình. Amen. Rất nhiều anh chị em sai lầm ở chỗ này. Chúa nói mình là người mới mà cứ nghĩ mình người cũ không ạ? Thế là Chúa nói mình là người tự do, là người lành mạnh mà cứ nghĩ mình còn bệnh lắm, mình lúc đầu không được. Chúa bảo mình là người giàu có mà cứ nghĩ mình là nghèo, nợ ghê, làm gì thất bại, số tôi là số con rạp. Cho nên em ơi, khi chúng ta nghĩ như vậy, chắc chắn Đức Chúa Trời không thể hành động được. Sao anh lừa anh chị? Sao anh trói anh chị bằng sự lừa dối của nó? Cho nên Kinh Thánh chép vậy, anh em hãy coi mình như chết rồi. Tức nghĩa là con người cũ của mình, cái gì quá khứ hết rồi, dẹp rồi, chôn rồi. Bây giờ mình là mới hoàn toàn. Amen chứ? Mới hoàn toàn, mới sinh lại. Giống như tôi nói, mọi người hỏi quý này giờ mình đi chơi mà quý ngày xưa chết rồi, chôn rồi, mồ xanh mã đẹp rồi, giờ thằng này thằng khác, mặc dù cùng với tên nhưng nó khác. Ô, tôi sống như thế. Bạn bè rồi nói bạn nó chết rồi, thôi dẹp đi, khỏi gọi điện mời mọc gì hết đó. Chết chôn sạch rồi, muốn coi mồ ta cho coi luôn. Mới, chúng ta là tạo vật mới. Con người của anh thêm chết rồi, đó là sự thật. Chết rồi, chôn rồi, ra có giỏi rồi,
Nhưng Chúa đang tạo một con người mới cho anh chị. Một con người thành công với suy nghĩ lành mạnh. Một con người tràn đầy lòng trắc ẩn và yêu thương. Một con người nghĩ để sống một đời ban cho người khác giống Chúa Giê-xu. Amen chứ. Một con người có thể hy sinh tất cả vì vương quốc tương lai. Giống như người ta hay nói, tôi sẽ dịch lệ này không sợ. Tôi mới nói, ôi, tôi mong ngày về thiên đàng, sợ gì. Về nhanh nhanh đi, sống ở thế giới này làm cái gì? Thế giới này có cái gì để yêu thích ở đây mà sống ở đây? Về thiên đàng, ta đi trên đường bằng vàng, ở trong nhà tường cẩm thạch, chứ không? Muốn đi chơi thì nói chú ơi, con muốn sang hành tinh kia con giàu cái. Bật cái sang hành tinh kia giàu chơi. Thích cái dắt tay trường thay anh con gái tôi con đi cùng với ba giàu mấy cái hành tinh xung quanh coi có cái gì. Tôi thích cuộc sống đó. Anh em đọc Khải Huyền chưa? Đọc đi để rồi tưởng tượng cuộc sống tương lai của mình em ơi. Không đọc Khải Huyền là một sai lầm. Tương lai anh chị em như thế đấy. Tương lai chúng ta là một vương quốc hòa bình cai trị, công chính cai trị. Một vương quốc mà anh chị sáng dậy không nghĩ là bây giờ mình đi cày gì để có tiền sống. Không còn nghĩ. Hãy sống với vương quốc tương lai của Chúa. Amen. 60-70 năm trên đời này là quán trọ thôi. Đừng đầu tư vào cho quán trọ anh ấy. Đầu tư vào cho biệt thự của mình ở trên thiên đàng. Cái quán trọ mà sắm đủ thứ làm gì? Ở mấy ngày rồi đi sắm làm chi? Các bạn vậy? Chàng đi du lịch rồi ghé cái khách sạn xong bảo ôi khách sạn này thiếu tủ lạnh mới ra mua tủ lạnh về xài cái. Ôi khách sạn này thiếu tivi chàng phải sang tivi mua về không? Ai đầu tư cho cái sự tạm bỡ đó? Nhưng chúng ta sống còn lại trên đất này, hãy sống trên mục đích của Đức Chúa Trời. Amen. Để làm thành điều Ngài muốn anh chị em làm. Và tất cả chúng ta nắm tay nhau về nhà của mình trên. Amen. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là tôi kết thúc. Thứ ba, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết anh em. Chớ chiều theo tư dục của nó, chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi. Ngày xưa thì nó ép mình, còn bây giờ thì mình có quyền nộp hay không nộp. Anh em hiểu ý tôi không? Đừng có nghĩ là con cái Chúa không phạm tội. Anh em có quyền quyết định phạm tội hay không. Trước đây thì anh em không có cái quyền đó. Anh em bị Satan nó bắt phải phạm tội. Nó bắt phải suy nghĩ tiêu cực. Nó bắt phải bất an. Nó bắt phải ăn trộm ăn cắp. Nó bắt phải đánh người. Nó bắt phải giận dữ. Nhưng ngày hôm nay anh em có quyền nói đi ra chỗ khác. Ta có quyền sống cho Đức Chúa Trời. Anh chị em là người thật giả. Cho nên một thứ ba là gì? Chớ để. Hãy phó mình cho Đức Chúa Trời. Như vậy tóm lại, để lãnh hội được điều tôi giảng ngày hôm nay, anh chị em làm ba bước. Biết. Phải biết đó là lời Chúa. Thứ hai, suy nghĩ về mình cho đúng. Coi mình cho đúng. Kinh Thánh nói gì về anh em? Hãy lục hết ra và nói về mình cho đúng. Và thứ ba, đừng phó mình cho thế giới. Hãy phó mình cho Đức Chúa Trời. Khi anh chị em làm được ba bước này, tôi nói với anh chị em, anh chị em là tướng. Anh chị em đi từ đâu, tất cả kẻ thù phụ phục chúng ta bỏ chạy hết. Vì trong anh chị em có sự sáng của Đức Chúa Trời. Amen chị em. Anh chị em có thấy mình mạnh mẽ sau bài giảng này không? Amen. Có thấy mình chiến thắng sau bài giảng này không? Amen. Có thấy mình được thay đổi sau bài giảng này không? Amen. Đứng dậy cầu nguyện nào. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.